Hôm nay, cô học trò nhỏ Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 5, trường Tình Thương Thiên Ân, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cùng bà ngoại đến trường tham dự chương trình chúc mừng Giáng sinh và chúc mừng năm mới. Thư bảo rằng, các dịp lễ Giáng sinh của em đều do thầy cô, các sư tại trường mang tới. Ba mẹ em ly hôn và có gia đình riêng, em ở trọ cùng với nhà bà ngoại. Cuộc sống chật vật, khó khăn nên em và gia đình làm sao có điều kiện mua quà Giáng sinh. Không chỉ riêng em Thư mà hầu hết các học sinh đang theo học tại trường Tình Thương Thiên Ân, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Hiện hơn 80% học sinh tại trường là con em của các gia đình nhập cư nghèo khó. Việc các gia đình mua cây thông Noel, trang trí nhà cửa hay thuê hoặc đóng giả ông già Noel tặng quà cho con mình như các gia đình khá giả là điều rất khó thực hiện. Vậy nên các em luôn mong được gặp ông già Noel để được nắm tay ông, được gửi gắm những lời nguyện ước bé thơ. Thấu hiểu được những mong ước bé thơ và giúp những đứa trẻ nghèo có một Giáng sinh ấm áp như bao trẻ em cùng trang lứa, các sư tại trường Tình Thương Thiên Ân đã thay thế ông già Noel mang đến các em những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình người, sưởi ấm cho tâm hồn trẻ thơ. Ngay cả phụ huynh của các em cũng nhận được những món quà Giáng sinh ấm áp. Tuy là các bé nghèo nhưng mà rất là mong cho các bé được ấm áp và không thiếu thốn cái tình thương và kể cả niềm vui tuổi thơ nữa, thì cái đó là mong ước nhất của mình. Nhờ tình thương của thầy cô, các sư tại trường, các em học sinh nơi đây được cùng nhau hát vang ca khúc Jingle Bell, cùng tưởng tượng về những điều tuyệt đẹp trong đêm Giáng sinh và có một tuổi thơ ấm áp dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.